Tâm tình con Thảo thân thương, nguyện cầu với mẹ bốn phương hướng lòng. Hoa hồng dâng mẹ tinh dòng, lời kinh thấm đượm cậy trông vững vàng. Dù cho bão tố gian nan, có mẹ dẫn lối bình an vẹn toàn. Lạy mẹ Maria, khi tháng năm về, tháng mà dân Chúa nói chung, cũng như con dân giáo họ đất vượt, cùng với quý cha và toàn thể cộng đoàn giáo xứ đền thánh Cuồn Phương nói riêng, vui mừng bày tỏ tình yêu và lòng sùng kính đặc biệt của mình đối với Đức Trinh Nữ Maria. Ấy vậy mà, trong những ngày này, chúng con đã chứng kiến cảnh khốn cùng của nhân loại đang phải đối phó với làn sóng lây nhiễm đại dịch COVID trên khắp thế giới, như cảnh những bệnh viện quá tải tại Ấn Độ, cảnh người chết do không có đủ oxy để thở. Ngay trên mảnh đất quê hương Việt Nam, chúng con cũng đang vất vả chống chọi vì cơn đại dịch này. Lạy mẹ Thiên Chúa và mẹ chúng con, trong tình cảnh bi thương hiện tại, đầy đau khổ và lo lắng đang siết chặt thế giới, chúng con cùng nhau dành thời gian để hiệp thông với Đức Thánh Cha Francisco trong sáng kiến Marathon cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Cách riêng, trong giờ phút linh thiêng này, chúng con chạy đến với mẹ và tìm nương ẩn dưới sự che chở của mẹ, dâng những bông hoa là những lo lắng, ưu tư này của chúng con lên mẹ. Để rồi, chúng con cùng với mẹ nài xin Thiên Chúa cho cơn đại dịch mau chấm dứt, cũng như xin củng cố đức tin cho chúng con, cho mọi người hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Ngài. Xin mẹ truyền cầu cùng Chúa cho chúng con. Thank you.
trần gian để lòng trinh nữ mà nở hoa cứu độ quen thành kính.